Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển. Phú Yên phát triển vùng trồng sầu riêng cần đi đôi với phát triển thị trường. Đắk Nông, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng. Quảng Ngãi bảo vệ công trình khu tái định cư Gò Tranh Dữ và một số tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm bảo tồn và phát triển các nghề làng nghề, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển làng nghề giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đối với các làng đã có nghề, tỉnh tập trung bảo tồn, lưu giữ nét văn hóa truyền thống trong sản phẩm, bí quyết nghề, thiết kế sản phẩm mới phù hợp thị trường. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ khôi phục, bảo tồn 5 nghề truyền thống và 2 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một thất truyền, công nhận mới 2 nghề truyền thống và phát triển 3 làng nghề gắn với du lịch. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận huy động nguồn lực triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp trọng tâm. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật làng nghề, hình thành cụm sản xuất nông công nghiệp ở nông thôn gắn với chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm OCOP. Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề đáp ứng nhu cầu khám phá, tham quan và mua sắm của khách du lịch, kết hợp với đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch làng nghề, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ cảnh quan không gian và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu mở ra nhiều cơ hội và có tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, hòa chung dòng chảy chuyển đổi số quốc gia. Các cơ quan địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai toàn diện đồng bộ chương trình chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025, Ninh Thuận thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số cao nhất của cả nước. Việc đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực đã mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý điều hành và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nhất là trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội, tài chính ngân hàng. Theo đó, toàn tỉnh đã có 31 doanh nghiệp lên các sàn thương mại điện tử. Cục thuế tỉnh kết nối đăng ký thành công hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp cơ sở kinh doanh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai hơn 3.000 thẻ khám bệnh thông minh. Tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử đạt 38,1%. Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI cao nhất cả nước. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, chủ động rà soát, sửa đổi, xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính quyền số, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số, phát triển xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, đầu ra của sản phẩm là khâu quyết định sự thành công và phát triển trong tương lai của sản phẩm đó. Hiện nay, vùng trồng cây sầu riêng tại tỉnh Phú Yên đang ngày càng được mở rộng, nhưng trái sầu riêng chủ yếu do nhà vườn tự bán với thương lái. Điều này dẫn tới giá trị trái sầu riêng không cao. Do đó, để phát triển bền vững cây sầu riêng, vấn đề tiêu thụ cần được người nông dân, địa phương và các cơ quan chức năng tính tới ngay từ bây giờ. Hiện nay, vùng trồng sầu riêng lớn nhất tại huyện Sông Hình với diện tích 286 ha, chất lượng trái được người tiêu dùng đánh giá cao và có được hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, việc quảng bá xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý sản phẩm chưa được thực hiện, khiến sản phẩm sầu riêng có thể bị lạm dụng, giả mạo, gây mất uy tín từ người tiêu dùng và các đơn vị thu mua chính ngạch. Do đó, để sản phẩm sầu riêng Sông Hình có chỗ đứng trên thị trường, thì việc xây dựng thương hiệu cần sớm được thực hiện. Làm cái chỉ dẫn địa lý cho vùng trồng sầu riêng đó là một trong những yếu tố đặt lên hàng đầu cần phải làm trong thời gian này, đặc biệt là hiện nay cái vùng sầu riêng ở tại Sông Hình đã gần 300 ha rồi, cho nên chúng ta không thể là chúng ta mà chỉ để cho bà con nông dân họ chỉ bán qua thương lái và không có một thương hiệu gì, trong khi đó chất lượng của sầu riêng tại huyện Sông Hình được đông đảo khách hàng trong cả nước đánh giá rất là cao. Là một loại cây được mệnh danh là vua của các loại trái cây, giá bán cao đem lại lợi nhuận lớn cho người trồng. Tuy nhiên, để xứng với danh xưng đó và thực sự đem lại sự đổi thay cho nông dân, thì vấn đề thị trường tiêu thụ sầu riêng rất cần được các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương quan tâm đúng mức. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, cứ vào đầu năm học, các khoản chi phí về quần áo, sách vở, học phí lại là nỗi lo canh cánh của mỗi gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để chia sẻ nỗi lo này, nhiều năm qua, chương trình cho vay học sinh sinh viên do chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận triển khai đã trở thành người bạn đồng hành của học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình không chỉ chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập, mà còn giúp các em vững bước, theo đuổi ước mơ và tạo dựng tương lai sau này. Thuộc hộ cận nghèo, cuộc sống khó khăn, nên khi con đậu đại học, chị Kim Chú vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đậu đại học, nhưng lo là không đủ tiền chu cấp cho con ăn học. Được tổ tiết kiệm và vay vốn của khu phố giới thiệu, chị đã làm hồ sơ vay vốn chương trình học sinh sinh viên từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ninh Phước với số tiền 25 triệu đồng một năm. Qua đó giúp gia đình giảm được áp lực chi phí cho con đi học. Lúc đó nhà chị khổ lắm. Hai vợ chồng bàn tay trắng thôi. Đi làm, nhờ đi làm á, cái tháng nào mình cũng được thu nhập chút ít để cho con mình đi học. Như người ta, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, mình có cuộc sống, mình đỡ hơn vất vả. Không chỉ gia đình chị Kim Chú, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Ninh Phước đã được tiếp cận nguồn vốn vay học sinh, sinh viên để con em mình có điều kiện học đại học hoặc cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp và các ngành nghề trong cả nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, riêng tại huyện Ninh Phước đã có hơn 400 lượt học sinh sinh viên được vay vốn từ chương trình với tổng dư nợ hơn 5 tỷ đồng. Nhờ cái chương trình này mà em có thể được đón học phí đúng thời hạn và không bị trễ. Và ba mẹ em có thời gian để kiếm tiền lo cho con và đóng đúng thời hạn cái tiền mà ba mẹ em đã đóng. Nhằm đẩy mạnh chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên, đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 05 về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 157 về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Theo quy định mới, mức cho vay tối đa là 40 triệu đồng một năm một học sinh sinh viên, tăng 15 triệu đồng so với trước. Trong thời gian tới thì các em là chuẩn bị bước vào thi đại học cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp, thì Ngân hàng sách cũng sẽ tiếp tục phối hợp lại chính quyền địa phương để tiếp cận nhanh cái danh sách để là thực hiện giải ngân kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ gia đình đủ điều kiện đúng đối tượng tiếp cận nhanh nguồn vốn ưu đãi của chính phủ để cho các em yên tâm về cái chi phí học tập. Để tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn vay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp chặt chẽ với các tuyên truyền giúp người dân nắm được ý nghĩa của chương trình để làm hồ sơ vay vốn. Qua 15 năm triển khai, hơn 66.000 lượt hộ với hơn 104.000 học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình. Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là một cái chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và được nhân dân ủng hộ. Ngoài ra để cũng giúp cho hàng ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện phấn đấu vươn lên trong học tập. Với lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài và số tiền trả nợ gốc được chia làm nhiều lần, nguồn vốn vay chương trình học sinh sinh viên được xem là bà đỡ cho những gia đình khó khăn có con em theo học tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Từ nguồn vốn này đã tiếp sức cho nhiều học sinh sinh viên có cơ hội học tập, lập thân, lập nghiệp, gây dựng tương lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, các bộ ngành và 28 địa phương có biển đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Tại Ninh Thuận, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng và bà con ngư dân đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng ngư dân cả nước gỡ thẻ vàng cho ngành khai thác hải sản Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Tổng cục Thủy sản về khai thác bất hợp pháp trên biển, đến nay không có tàu cá Ninh Thuận nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Gần 30 năm vươn khơi bám biển, lão ngư Lê Nghi ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải rất rõ những rủi ro khi đánh bắt trên biển. Ông Nghi cho biết, trước đây người dân thường có suy nghĩ đơn giản, ở đâu có cá thì đánh bắt.
Cho nên nhiều thuyền trưởng vì mãi theo đàn cá đã vô tình điều khiển tàu sang vùng biển nước ngoài. Từ khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, thông qua hệ thống định vị đã giúp thuyền trưởng và ngư dân tự tin khi đánh bắt xa bờ. Nói chứ làm biển thì có khi cũng gặp trong cái lúc nước hay gió. Khi mà nước nó chảy qua trên gió của nước ngoài thì đó tình hình diễn biến phức tạp thì mình cũng không nói được. Khi mà ở chi cục, nói chung các cấp ở trên ở nhà nước cho bà con bắt được cái máy giám sát này thì mình đi ra khơi mình biết được là vị trí, kinh độ, tọa độ của bà con đang làm. Nếu đuổi thay mà có gần ranh giới nước ngoài thì bà con mình thấy được, biết được. Hiện Thuận Nam có 1.038 tàu thuyền với tổng công suất hơn 199.200 cv. Thời gian qua, chính quyền các xã ven biển ở huyện Thuận Nam đã phối hợp với các đồn biên phòng tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu và ngư dân chấp hành nghiêm các quy định IUU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển. Đến nay, huyện Thuận Nam có 424 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, thường xuyên đánh bắt xa bờ, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 98% theo quy định. Ý thức chấp hành của bà con đã tốt, tuy nhiên thì còn có những cái chủ tàu thuyền thì cũng chưa chấp hành triệt để. Thì đối với cái nội dung này, trong thời gian tới, đồn biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương hai xã để tiếp tục tuyên truyền làm sao giảm thiểu đến mức tối nhất, tối thiểu để trong cái thời gian tới EC sẽ gỡ cái thẻ vàng cho Việt Nam. Lợi ích của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi đánh bắt xa bờ còn giúp các cơ quan chức năng có thể theo dõi, quản lý, phát tín hiệu cảnh báo, tránh được lỗi tàu cá khai thác bất hợp pháp và cũng giúp ngư dân được hỗ trợ kịp thời nếu chẳng may gặp sự cố tai nạn trên biển. Thông qua cái hệ thống giám sát tàu cá thì trong quá trình trực ban thì các trực viên thì xác định được cái tọa độ đối với các tàu cá mà có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài là vượt ranh giới trên biển thì trực ban liên lạc và đến thuyền trưởng chủ tàu và đề nghị là thuyền trưởng chủ tàu là không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác. Sau gần 5 năm nỗ lực triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đến nay toàn tỉnh có 2.144 tàu cá đã triển khai đánh dấu thân tàu, đạt gần 95%, trong đó có 798 tàu cá công suất lớn thường xuyên đánh bắt xa bờ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt hơn 98% theo quy định. 813 tàu cá đã thực hiện thủ tục cấp phép khai thác hải sản vùng khơi, đạt 100% theo quy định. 522 tàu cá khai thác thủy sản vùng lòng được cấp giấy phép, đạt 96,8%. Các đơn vị chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý hoạt động tàu cá, xác nhận hồ sơ và lưu trữ kho hộp, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác nhanh chóng, chính xác. Để chuẩn bị cho cái kiểm tra của EU dự kiến vào sau ngày 20 tháng 10 thì chúng ta còn một số cái tồn tại. Cái tồn tại thứ nhất đó là cái việc mà khai báo tàu ra tàu vào thì vẫn còn một số, đặc biệt là các cái tàu từ dưới 12 mét. Cái thứ hai nữa là vẫn còn một số cái tàu, khoảng 81 tàu là từ dưới 12 mét thì chưa thực hiện cái việc mà sơn bạch theo đúng quy định và một số cái tàu thì chưa được cấp giấy phép. Thì hiện nay toàn bộ số này thì tỉnh đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với biên phòng cùng với chính quyền địa phương để rà soát lại, để thực hiện việc đầy đủ. Trường hợp không thực hiện được thì phải làm rõ lý do. Với quyết tâm cùng với các địa phương có biển trong cả nước gỡ thẻ vàng, hiện nay các chủ tàu cá và ngư dân Ninh Thuận đang thực hiện nghiêm các quy định IUU, chỉ khai thác đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Thực hiện các quy định IUU sẽ giúp ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của quốc tế, yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Đắk Nông có 576 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 4.118 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 34%, nhưng số vốn đăng ký giảm 5,4%. Doanh nghiệp Đắk Nông ngày càng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Sản phẩm hàng hóa của nhiều doanh nghiệp đã và đang đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp công nghiệp đã thể hiện được vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Thế mạnh về nguồn nguyên liệu nông lâm sản cũng được các doanh nghiệp khai thác hiệu quả. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp được chế biến ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp ở Đắk Nông có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Trong 9 tháng qua, tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là về vốn, nguyên liệu và thị trường, dẫn tới việc có đến 85 doanh nghiệp giải thể, tăng 63,4% và 190 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 57% so với cùng kỳ. Khu tái định cư Gò Tranh Giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2021 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 1 năm 2023, đáp ứng cho việc tái định cư của 39 hộ dân vùng sạt lở núi. Hiện nay, Quảng Ngãi đã bước vào mùa mưa bão, nên việc bảo vệ những hạng mục đã thi công là vấn đề đáng quan tâm. Khu tái định cư Gò Tranh Giữa, xã Long Sơn. Bước vào mùa mưa bão, đã có 20 trên 39 lô đất dành cho tái định cư đã hoàn thành việc san ủi mặt bằng. Còn dọc các bờ ta luy dương cũng đã được kè chắn. Nhà sinh hoạt cộng đồng cũng đã được xây dựng. Đơn vị thi công tranh thủ những ngày nắng, đào đá, san mặt bằng, khu công viên cây xanh. Thời điểm này đã vào mùa mưa bão, nên việc bảo vệ công trình đang là vấn đề đặt ra cho đơn vị thi công. Mùa nắng đó thì cũng tranh thủ đồ san lấp để cho đưa dân xuống, nhưng mà mùa mưa này đó, thì đơn vị thi công thì cũng lòm cuốn chiếu, lòm từng đầu mẫu. Khu tái định cư Gò Tranh Giữa có mặt bằng rộng 3,9 hecta. Ngoài việc san nền, phân lô cấp đất cho dân làm nhà ở, còn có các hạng mục đường giao thông nội vùng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp điện và cấp nước sinh hoạt. Trong khi đó, việc thi công san ủi mặt bằng gặp khó khăn bởi có quá nhiều đá và thời hạn thi công chỉ còn 4 tháng, lại rơi vào mùa mưa, nên vấn đề tiến độ cần được quan tâm bên cạnh việc bảo vệ khối lượng công trình đã thi công trong mùa mưa bão. Đối với công trình tái định khu tái định cư ở Gò Tranh Giữa, thì về phía Ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo đến chủ đầu tư và các cái đơn vị tư vấn thiết kế bảo toàn cái khối lượng công trình đến thời điểm này là 80%. Huyện Minh Long đã yêu cầu đơn vị thi công bổ sung việc lát đá đoạn bờ kè ta luy dương của khu tái định cư nằm cạnh đường giao thông liên xóm, bởi công trình xây dựng trên vùng núi có độ dốc lớn nên nguy cơ trượt lở rất lớn. Tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 quân khu 4 vừa tìm được 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ngã ba Khe Tắc, thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, trong quá trình đi làm nương rẫy tại ngã ba Khe Tắc, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cam Tuyền khoảng 10 km, người dân trên địa bàn đã phát hiện nhiều hiện vật nghi của bộ đội thời chiến tranh nên đã thông báo đến lực lượng chức năng. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.